Nè, sang đây, chào con. Giỏi. Ê, này, giỏi nha con. Ăn xong rồi đi tắm nha. Nha. Ăn từ từ thôi. Giỏi. Cho bỏ ba. Giỏi, buông bỏ à. Rồi, giỏi. Thôi không? Mai mua trái cây khác cho con ăn nha. Này, ăn cho xong quả này đó. Này, té rồi đàng hoàng. Giỏi. Bỏ cái hạt ra nha. Ăn xong ba bóc vỏ cho trái khác nha. Đây, bóc cho con một quả khác nha. Đây, ăn từ từ thôi. Này, cầm đi. Cầm đi, giỏi. Ngọt quá. Này con này, ăn xong đã. Đây, bỏ đi bà. Đây, của con nè. Rồi, đưa cái hàng đi cho bà. Hôm nay Na ăn giỏi quá. Nãy giờ ăn 4 quả đó nha. Ngon không? Ngày mai cho con đi chợ nha. Ăn từ từ thôi. Đây, đưa cái tay đây, tay này một chút. Tay này ngọt, hồi kiến nó bu đó, hồi phải đi tắm ngay mới được. Kiến bu cắn đau lắm đó nha. Này con này, này của con này đó, giỏi. Nữa thôi, ăn nữa thôi. Này một quả nữa thôi nha. Này ở đây này, không có lấy cái đó. Này, giỏi, ngoan lắm. Nè ngoan quá, nghe lời ngoan quá. Này giỏi cho ba cắt giỏi cho. Thì gớt rồi. Rồi thôi nha, không ăn nữa, nhiều rồi.